Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, ngày 14 tháng 3 năm 2022. Để tôi đi qua gặp nhiều sóng gió phong ba, thời gian trôi qua vẫn một lòng tin nở hoa. Tình thương của Chúa vẫn còn mãi mãi thiên thu, tình thương của Ngài xóa tan đi bao hận thù. Chúa là người son của tôi, để tôi luôn luôn tin thương và lòng người son của Chúa. Chúa là người son của tôi, để tôi luôn luôn tin thương và lòng người son của Ngài. Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, ngày 14 tháng 3 năm 2022. Và cũng là ngày thứ 13 trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề bước đi trong thương xót. Mến chúc anh chị em và các bạn một tuần lễ mới tràn đầy ân sủng bình an nơi lòng thương xót Chúa. Chúng ta dừng tất cả những công ăn việc làm, những dự tính, những chương trình, những kế hoạch của cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn cho lòng thương xót Chúa. Xin Chúa thương chúc lành. Và giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ hai mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Daniel, chương 9, câu 4b đến câu 10. Bài trích sách Ngôn Sứ Daniel. Khi ấy ông Daniel khẩn nguyện rằng: Ôi, lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác. Chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh phán quyết của Ngài. Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua Chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ: Lạy Chúa Thượng, Chúa là đấng công chính, còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay. Chúng con là những người Juda, cư dân thành Jerusalem và toàn thể Israel, những người ở gần cũng như ở xa. Trong mọi xứ Ngài đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài. Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày cũng như vua Chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài. Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài. Chúng con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con để sống theo các luật lệ Ngài đã ban cho chúng con nhờ các tôi tớ Ngài là các vị ngôn sứ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, Chúa không cư tội chúng con mà xét xử. Tội tiền nhân xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con. Xin Chúa lòng thương mau đến giúp vì chúng con đã khổ quá nhiều. Lạy Chúa Trời, đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con và thư tha tội lỗi vì danh dự của Ngài. Ước gì tiếng tù nhân rên xiết vọng lên thâu tai Ngài. Xin giơ tay hùng mạnh cứu sống những người mang an tư. Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt. Chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. Tung hô tin mừng. Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 6 câu 36 đến câu 38. Luca 6 36 đến 38. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đá dằn, đá lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Có một em đến nói với tôi: Cha, hôm nào mà con không lần chuỗi lòng thương xót Chúa là hôm đó con nằm con thấy ác mộng. Có bữa con mơ cả thấy ma quỷ nó hiện về nó tấn công. Mà lúc đó thì làm sao? Lúc đó con chống lại nó bằng cách con lấy chằng chuỗi con đánh nó. Mà cứ bữa nào mà con lần chuỗi thì con ngủ ngon, không gặp ác mộng. Tôi nói: thấy chưa, đừng có giỡn mặt với Chúa. Đó là một cái dấu chỉ Chúa nhắc nhở mình, nhắc nhở tôi, nhắc nhở anh chị em mỗi người chúng ta. Đừng coi thường lời kêu gọi của Chúa, của Đức Mẹ. Đức Mẹ thì kêu mời là hãy siêng năng lần hạt, cải thiện đời sống. Còn Chúa Giêsu thì Ngài đọc từng câu, từng chữ cho Faustina chuỗi kinh lòng thương xót. Chuỗi kinh đó không phải Faustina của Faustina. Faustina thì là thư ký của lòng Chúa thương xót, có nghĩa là người ghi lại những gì Chúa đọc. Và Chúa bảo là con ghi lại từng câu, từng chữ, không thêm, không bớt. Mà thưa anh chị em, cuốn nhật ký ấy đã được giáo hội chuẩn nhận sau khi đã kiểm tra rất gắt gao và đã có một thời là cấm không cho xuất bản. Vì bản dịch nó có cái gì đó nó làm cho dị nghĩa hay là nghi nghĩa, rồi chuẩn chỉnh lại cho đúng sát với nguyên văn. Cả một thời gian dài, cả mấy chục năm. Cho nên càng như vậy thì cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nó càng có giá trị. Có người bảo: trời ơi, bị giáo hội thế này thế kia, giáo hội khó. Bảo nhờ giáo hội khó mà chúng ta mới có được những văn bản có giá trị như vậy. Thầy có khó thì trò mới nên người chứ. Giáo hội mà dễ dãi quá, cái gì cũng cho qua thì còn gì nữa. Cũng như là phong thánh ấy, có những người cả mấy trăm năm mới phong thánh mà. Đâu phải chết rồi được phong thánh, giống như là mấy vị thánh mới đây, một cái rất là đặc biệt, đó là trường hợp rất rất đặc biệt, như là mẹ Teresa, như là thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Còn có những vị thánh đọc lại chuyện đạo, chuyện đời coi, có khi 300-400 năm sau. Và như vậy thì giáo hội cho thấy được sự thánh thiêng, cẩn thận, làm việc có khoa học và dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Không ơn Chúa Thánh Thần không làm được. Vì thế mà thưa anh chị em, chuỗi kinh lòng thương xót Chúa không phải là muốn đọc thì đọc, không đọc thì thôi, không sao. Chúa cũng chẳng làm gì ta đâu. Lòng thương xót Chúa mà. Chúa mời gọi, Chúa trao ban. Và người ta có nhận hay không là quyền tự do của con người. Và Chúa nói với Faustina: ta đau buồn, trái tim ta tan nát, vì tay ân phúc đầy tràn mà chiếc bình của người ta khép lại, không mở lòng ra để đón nhận. Sáng nay sau khi làm lễ xong, giáo giám đốc nói lòng lòng: mình đọc thấy cái tư tưởng này, Phúc Matthew nói về tám mối phúc thật rất hay. Bảo có gì cha nói con nghe. Bảo nói là ta vẫn đọc tám mối phúc thật là phúc cho các con có lòng
khó nghèo vì nước trời là của các con, phúc phúc vì nước trời, vân vân. Nhưng mà cái điều mình cứ nghĩ rằng mình làm cái này thì mình có phúc, mà mình phải thấy rằng khi mình mở lòng ra để quyền năng lòng thương xót Chúa tràn xuống trên mình sống như vậy mình có phúc. Và khi mình có phúc như vậy thì mình trao ban cái phúc đó cho anh chị em của mình. Chứ không phải tôi sống như vậy rồi tôi có phúc. Như thử rằng là tôi làm cái này rồi Chúa ban ơn, Chúa trả công cho tôi. Không. Nhưng tôi mở lòng ra để tôi có phúc. Quyền năng lòng thương xót Chúa đổ tràn ngập trên tôi. Để tôi nhận thấy rằng là khó nghèo, phúc là như thế nào. Là vì có Chúa ở cùng. Vì có Chúa ở cùng thì đó là thiên đàng. Và có Chúa ở cùng đó là thiên đàng thì tôi chả cần cái gì cho tôi cả. Cho nên tôi mới có thể chia sẻ cái phúc đó cho những người khác. Tôi phải cảm nhận rằng lòng thương xót Chúa là cái phúc cho tôi. Thì tôi mới nói với người khác là cái phúc được. Cho nên tôi nói với em đó, nhớ cẩn thận nhé. Đừng coi thường. Đừng coi thường. Và đó là lời nhắc nhở của Chúa cho tôi, cho anh chị em, cho chúng ta ngày hôm nay. Đấy là đang trong những ngày tĩnh tâm này. Tĩnh lại coi. Cái giá trị, nấc thang giá trị tôi đặt, nó có đúng hay không? Trong tôi có những anh em thì, anh Long ơi, hôm nay chẳng có mấy người thôi khỏi đọc kinh. Tôi nói càng ít càng phải đọc chứ, tại sao lại ít thì không đọc là sao? Thế không? Nói, thôi có hai ba người mình phải đọc làm cái gì? Như vậy đọc riêng. Tôi nói là một người tôi cũng đọc, mà hai người thì càng tốt. Vì mùa dịch mình bảo sao vậy? Quên à? Giáo hội ban ơn toàn xá cho những ai mỗi ngày họp nhau lại lần chuỗi mân côi được một ơn toàn xá. Ủa vậy hả? Mình không có biết. Đó anh thấy không? Cho nên anh đọc kinh riêng anh đâu được ơn toàn xá. Lần chuỗi chung với nhau được ơn toàn xá. Tại sao anh không đọc kinh chung với nhau? Chúng ta không đọc kinh chung với nhau. Người sướng người thưa sốt sáng nhịp nhàng chứ. Cho nên trong gia đình đó anh chị em tối họp nhau lại 15 phút. Coi thử coi là cái nấc thang giá trị mình đặt. Cái chuyện đọc kinh, chuyện cầu nguyện chỉ là tùy phụ thôi à. Bảo ủa sao hôm nay không thấy anh đọc kinh. Ồ ông đi, trời đang có thời sự nóng bỏng mà chạy về coi thời sự trước. Rồi giữa đọc kinh với thời sự cái nào quan trọng hơn? Anh. Hôm nọ đang đọc kinh anh bỏ về, sao sao vậy? Coi đá bóng, thế chưa? Bảo coi đá bóng 4 năm mới có lần, còn đọc kinh ngày nào cũng đọc. Trời ơi, có phải là cái nào, ngày nào mình cũng làm nó là cái thừa, nó là cái thứ yếu, có phải vậy không? Có phải cái mà cứ 4 năm một lần mới có giá trị, có phải vậy hay không? Có phải vậy không? Này, anh ăn cơm ngày mấy bữa? 3 bữa. Một tuần anh ăn cơm mấy lần? 7 ngày. Ngày nào anh cũng ăn. Anh có thấy nó là thừa không? À, không ăn thì anh chịu nổi hay không? Không. Thì già hôm qua còn đói, đói rút người đi bảo sao vậy? Ăn chay. Rồi chiều về con bé nó bảo, chiều về con chạy xe mà con rút nửa người đấy, con phải chạy vô quán con mua một bịch cơm chay về ăn chứ không kịp về nấu chịu không nổi, đói quá. Thì chúng ta thấy là cái của ăn mà mình còn coi của ăn thân xác không nữa, mà còn coi nó là giá trị như thế. Mà có phải là vì mỗi ngày mình ăn mà mình coi nó là thừa, là thừa hay là thường đâu. Mà không có là chết à, chịu không nổi à. Thế thì khi mà mình không lần chuỗi mân côi, nó bảo con không lần chuỗi mân côi vì con thấy bất an lắm, cha ngủ không được. Đó đúng rồi đó. Tôi mỗi lần mà không lần chuỗi lòng thương xót Chúa, mình cảm thấy nó làm sao á. Không lần chuỗi mân côi mình cảm thấy nó khó chịu. Phải cảm thấy như vậy á. Chứ không phải đó là cái nấc thang thứ yếu. Bậc thang giá trị mình đặt lộn rồi. Người ta không thể, không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống bởi lời của Chúa nữa cơ. Đó thì tĩnh tâm anh chị em mình nhìn lại coi nấc thang giá trị, bậc thang giá trị trong cuộc đời của tôi là như thế nào. Cái nào là số 1, cái nào là số 2, cái nào là thứ yếu, cái nào là tùy phụ, cái nào là chính yếu và cái nào là cốt lõi. Đặt lại đi.
Cho chừng mình đang đi đổ ngược á. Anh có thấy người ta đi đổ ngược không? Mà có hai anh em người quốc cường với quốc gì đó, làm siết á, họ cứ cắm đầu xuống á, rồi nảy cái đầu lên, họ nhảy tưng tưng lên từng bậc thang đó. Mà là siết thôi. Có ai mà cứ nào cũng đi đổ ngược như thế. Vậy mà chúng ta vẫn đi đổ ngược mà mình không biết. Khi mình đặt lộn bức thang giá trị là vật chất trên tinh thần, đời này trên đời sau, cái tạm thời trên cái vĩnh cửu, cái kho tàng đời này trên cái kho tàng không reset mà Chúa hứa. Nếu mình tĩnh tâm, bắt đầu bước đi trong thương xót, bước từng bước để coi coi nấc thang giá trị của tôi, từng bước tôi coi cái nào là ưu tiên số 1, cái nào ưu tiên số 2, cái nào là thứ chính, cái nào là thứ phụ. Thế lạ thật đấy chứ. Nhất là mình là người mà tận hiến cho Chúa, mình là người mà dâng mình cho Chúa, mà mẹ lại coi những cái nấc thang của trần gian là số 1. Còn nấc thang thiêng liêng tâm linh, giờ cầu nguyện lại là tùy phụ, rảnh thì đọc. Thấy không? Đông thì đọc. Càng ít, chứng tỏ là người ta đang bận rộn nhiều chuyện, người ta quên Chúa, mà Chúa đang chờ. Thì càng ít, nó càng quý hiếm, thì càng phải chạy đến với Chúa chứ. Chúa ơi, lúc tôi đến tôi nói Chúa ơi, anh em của con lúc hôm nay, người thì đi dạy giáo lý, người thì đi giảng tĩnh tâm, người thì đi mục vụ tông đồ, người thì về thăm gia đình, người thì đi mua sắm đồ vân vân. Hôm nay không có ai đến với Chúa, con đến với Chúa cho Chúa đỡ buồn tí. Con chẳng là cái gì mà thôi thằng lính gác đền thôi cũng được. Nói chuyện với Chúa được không? Chúa cho được, vô đây con. Tôi chưa kịp vô thì Chúa đã đi ra rồi. Chứ không phải Chúa đứng chờ mình đến. Nhưng mà Chúa bước ra ngoài thềm, Chúa ngồi ngay chỗ cái thềm cửa, ngồi khoác vai tôi nói, ngồi đây, mình nói chuyện với nhau, thoải mái hơn vô trong. Vô trong ngay rồi ghế rồi ngồi nó không có thoải mái. Chúa đến vỗ vai, ngồi sao? Cái này sao rồi? Bảo Chúa vân vân và vân vân. Ơ thì thưa anh chị em, mình phải đặt cái nấc thang giá trị cho nó đúng. Người bảo, ủa sao mình không đi đọc kinh kìa, này không đi đọc kinh. Rồi để tí nữa đi đường đọc kinh khỏi đỡ mất thời giờ. Ôi chết tôi rồi. Hay tí nữa đi tập thể dục, vừa tập thể dục vừa đọc kinh cho đỡ mất thời giờ. Không được rồi. Không phải việc đọc kinh để cho đỡ mất thời giờ, để điền vào chỗ trống. Có thể chốc anh lái xe vẫn đọc kinh vẫn tốt. Có thể anh vừa tập thể dục vừa đọc kinh vẫn tốt. Nhưng cái giờ đọc kinh chính thức anh bảo rằng là thôi, giờ này để tôi làm việc khác. Còn tí xíu nữa, tôi vừa lái xe hay tôi vừa làm vườn, tôi vừa tập thể dục, tôi vừa viết bài, tôi vừa đọc kinh. Anh coi việc đọc kinh chỉ là cái phông thôi, chỉ là cái nhạc nền thôi, phố rỗi. Thấy không? Anh có thấy cái điều tôi nói là đúng không? Thấy không? Bạn có thấy điều đó là đúng không? Đúng không? Tôi cũng vậy thôi. Có lúc mình đang coi phim hay, phim hay quá thôi tí đọc kinh, bị cám dỗ, nhắm mắt như mũi hài tệ, ấn cái nút off, bụp, cầm chuỗi chẳng hạt, khó lắm. Lần chuỗi xong rồi coi phim, hay là coi phim xong rồi lần chuỗi, chọn cái nào? Phim đang ở tập hay, không biết đoạn kết như thế nào, không biết nó bị bắt rồi, bây giờ ai cứu nó đây? Tội nghiệp nhỏ quá rồi, nó bị thất tình, không biết cái thằng kia nó quay lại không? Thôi, Chúa để con coi hết. Thế không? Tao chờ mày đến bao giờ đây con? Chờ em chờ đến bao giờ? Mây thu thuyền đã xa bờ, chờ nhau cho mây về vui với gió. Dù có qua bao đớn đau, muôn đời anh vẫn chờ em. Chú hát. Muôn đời ta vẫn chờ con. Thì thưa anh chị em và các bạn, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta,
mình đặt lại nấc thang giá trị. Hôm nay mình tĩnh tâm, chúng ta cùng với nhau xét lại để mà sám hối giống như Daniel trong bài đọc một hôm nay. Ôi lạy Chúa Thượng Thiên Chúa cao cả, đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác. Chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh phán quyết của Ngài. Đấy. Nấc thang giá trị của mình chật hết, cho nên mình làm. Khi mình đặt sai nấc thang giá trị thì kéo theo những cái hệ lụy, những cái điều sai quấy khác. Tại vì mình đặt vật chất lên tinh thần thì tất cả mình chỉ vì vật chất thôi. Vì mình đặt là thay vì người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống bởi lời Chúa nữa, thì mình bảo là không chỉ sống nhờ lời Chúa mà còn phải sống nhờ cơm bánh nữa, cho nên tôi phải đi kiếm cơm bánh vì có thật mới vực được đạo. Cái đó là cái chết. Đó là cái chết. Vì rất nhiều người ngày hôm nay có thực mà đâu có vực được đạo. Ở những nước giàu có, nhưng nơi những con người tiền nhiều của lắm, có thấy họ có đạo, có vực được không? Bỏ đạo. Chả cần đạo, chả cần Chúa, vẫn giàu có, vẫn đầy đủ, vẫn ăn sung mặc sướng. Tối tôi đâu đọc kinh đâu, tôi vẫn ngủ ngon vì tôi nhà giường êm, nệm ấm, máy lạnh mà. Còn anh đọc kinh xong ra gầm cầu anh nằm đó, có ấm hơn không? Đó là cái thách đố đấy. Cái nấc thang giá trị của chúng ta dễ bị lung lay lắm bởi những cái thực tế mà người ta lý luận theo kiểu tự nhiên thì rất đúng, phải không ạ? Con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đúng quá gì nữa. Đấy, cái kiểu thế gian là như thế. Mà Phaolô bảo rằng Chúa của họ là cái bụng đấy. Họ chỉ nhìn vào cái thế gian này mà thôi, giá trị vật chất mà thôi. Cho nên đã lầm lỗi, làm điều gian ác, phản nghịch và xa lìa mệnh lệnh phán quyết của Ngài. Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là ngôn sứ. Các Ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua Chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ. Lạy Chúa Thượng, Chúa là đấng công chính, còn chúng con thì đáng hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay. Chúng con đã bất trung, đã chống lại Chúa. Lạy Đức Chúa, chúng con đáng hổ mặt hổ mày cũng như vua Chúa quan quyền tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Chúa. Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ. Chúng con đã phản nghịch với Chúa, nhưng Chúa là đấng xót thương và hay tha thứ. Chúng đã không, con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo các luật lệ Ngài đã ban cho chúng con, mà Chúa vẫn xót thương và hay tha thứ. Đó là điều chúng ta nghe trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Thánh Luca chương 6 câu 36 đến câu 38. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Chúa không có so sánh với bất cứ một con người nào trên trần gian cả. Vì con người trên trần gian này không có ai hoàn thiện hết, không có ai tốt lành hết. Tất cả đều đã phạm tội, tất cả đều đã bất trung. Mà Chúa vẫn xót thương và hay tha thứ. Vậy thì chỉ có một đấng duy nhất mà ta phải nhìn lên Ngài, là mẫu mực cho chúng ta. Đấy là một Thiên Chúa có lòng nhân từ. Vậy thì hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Hãy đừng xét đoán. Chúng ta nhìn để ý thấy sự so sánh này. Nhân từ như cha là đấng nhân từ. Rồi chưa? Mà nhân từ như cha là đấng nhân từ là như thế nào đây? Từng việc một. Đừng xét đoán. Xét đoán ai? Xét đoán người khác. Vì khi mình xét đoán người khác thì sẽ bị Thiên Chúa xét đoán. Chúa không xét đoán con vì con không xét đoán Chúa. Không phải. Ta không xét đoán con vì con không xét đoán anh em của con. Mà nếu con xét đoán anh em của con thì
con sẽ bị ta xét đoán. Ta xét đoán là vì tại sao con lại xét đoán anh em của con? Khi ta không xét đoán con, tại sao con xét đoán anh em của con? Đừng lên án thì không bị Thiên Chúa lên án. Thiên Chúa không lên án mình đâu. Chúa nói với thánh nữ Faustina là Chúa không hề muốn trừng phạt một ai, Chúa không hề muốn kết án một ai. Nơi Thiên Chúa chỉ có xót thương, chỉ có tha thứ mà thôi. Nhưng mà vì ta kết án người khác cho nên ta mới bị Thiên Chúa kết án. Vì thì muốn để không bị Thiên Chúa kết án thì chỉ có một cách duy nhất là cái gì? Là không kết án người khác. Thưa anh chị em, xét đoán và kết án là những điều mà chúng ta thường phạm mà không để ý. Ta chỉ xét mình những gì ta phạm với Chúa, lạy Chúa, con chẳng bao giờ kết án Chúa, con chẳng bao giờ xét đoán Chúa, cho nên tâm hồn con trong sạch. Amen. Tắt đèn, ngủ gì nổi. Cái thằng đáng tội lắm, cái con kìa, cái ông cha này, bà sơ kia, ông thầy nọ, ngồi trước khi đi ngủ thì thay vì xét mình thì mình đi xét đoán. Thấy chưa? Thế vì xét mình thì mình đi mình xét đoán người khác. Thay vì tự mình kết tội mình, giống như bài đọc một, chúng con là kẻ đáng tội, đáng chết đây, thì mình lại kết tội người khác là nó là đứa đáng chết, nó là đứa đáng ghét, nó là đứa đáng bị nguyền rủa, đáng bị loại bỏ. Cho nên mình không được tha thứ vì mình không tha thứ cho anh em mình. Khi bạn tha thứ cho người khác, bạn có kết án người đó nữa hay không? Khi chị tha thứ cho người khác, chị có xét đoán người khác hay không? Thôi, tôi bỏ qua hết rồi. Tôi tha rồi, tôi chẳng kết án. Tôi tha rồi, tôi không có xét đoán. Ai làm cái gì thì trước mặt Chúa họ chịu trách nhiệm thôi. Còn chúng tôi cũng là những con người tội lỗi yếu đuối như vậy. Hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho. Chúa có cần mình cho Ngài cái gì không? Không. Mà nếu mình cho người khác thì được Thiên Chúa cho lại. Đạo của chúng ta, nếu mà sống đúng như vậy, đó là một đạo hết sức là nhân đạo. Dùng từ đạo hết sức là nhân đạo. Vì đạo đưa con người ta đến với nhau và đưa con người ta đến với Thiên Chúa. Hay là nói cách khác, đưa con người ta đến với Chúa để người ta đến với nhau. Đón nhận lòng thương xót của Chúa để người ta biết xót thương nhau. Thầy giám đốc nói với tôi, đó lòng này mới là độc đáo này. Là quyền năng của Chúa, tức là lòng thương xót. Và mình mở ra để cho quyền năng lòng thương xót Chúa ngự trên mình. Cảm nhận được một Thiên Chúa xót thương mình, yêu thương mình, tha thứ cho mình. Một Thiên Chúa đầy quyền năng ấy, đáng lẽ tội lỗi mình như vậy thì mình đáng chết, đáng phạt mà vẫn tha thứ, vẫn khoan dung, vẫn nhân hậu. Cho nên mình thể hiện lòng thương xót của Chúa nơi người khác vì mình đã được thương xót. Cho nên tôi nhận của Thiên Chúa rất nhiều, cho nên tôi mới sẵn sàng cho người khác. Và tôi càng cho đi thì Chúa càng đổ đầy trên tôi. Tôi thấy điều đó rất rõ. Hơn 10 năm đi con đường lòng thương xót Chúa, anh em chúng tôi chủ trương là mình cứ cho đi, cứ thực hành lòng thương xót, bác ái. Cả trong lúc khó khăn nhất, trong lúc bị cấm cách, trong cơn đại dịch, vẫn cứ miệt mài, rong ruổi, kiên trì. Giống như là trong thư mùa chay của Đức Giáo Hoàng Francisco năm nay, trích lời Kinh Thánh: anh em hãy kiên trì làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí, vì chính Chúa đấng thấu suốt mọi sự sẽ trả công cho anh em. Những lúc thuận cũng như lúc nghịch, lúc được người ta hoan nghênh đón tiếp cũng như lúc bị người ta chối từ, người ta ruồng rẫy, người ta loại bỏ, vẫn cứ kiên trì làm việc thiện. Có những lần chúng tôi đến, người ta không đón tiếp, các đấng cấp bậc ở đó chối từ phủi tay, vẫn cứ kiên trì. Nghe nói đến tên thôi thì người ta không nhận, vậy thì không cần nói đến tên tôi nữa cũng đâu có sao đâu. Lòng thương xót Chúa mà.
chấp nhận vì người nghèo, chứ không phải vì cái người đứng đầu. Nếu mà vì người đứng đầu tự ái, mình sẽ không còn để thèm đến nữa. Không lãnh nhận thì thôi, đi chỗ khác. Việc cái gì không đón tiếp thì phủi bụi chân. Chúa nói mà. Nhưng mà thương những người nghèo ở đó. Chả lẽ vì một người đầu như thế mà mình bỏ rơi bao nhiêu người nghèo, người khổ, người đói hay sao? Thôi nhẫn nhục một chút, nhịn nhục một chút, vì lợi ích chung, bỏ cái tự ái riêng. Phải như vậy đấy thưa anh chị em. Và Chúa cứ đổ dằn lắc đầy tràn. Mới hết 20.000 mấy lòng thương xót Chúa rồi. Bảo thưa cha nhanh quá, con mới xin chưa được tháng gì đã hết. Bảo không kịp rồi. Những người Canada nói thưa cha chắc bảo có mà. Không, nó đưa hết rồi, giờ phải chờ thôi. 15.000 mấy đang trên đường đến, trên đường về. Chắc phải 20 ngày nữa thì mới có. Rồi vừa mới có xong thì chuẩn bị cho đến 20 mấy tháng 4, 24 tháng 4. Đại lễ lòng thương xót Chúa là mấy mới. 188 bài giảng lòng thương xót Chúa mới. Rồi sau đó là chuẩn bị cho ra chuyện đạo, chuyện đời, tức là chuyện các thánh. Rồi sau đó là ra một nhật ký lòng thương xót Chúa, nơi linh hồn tôi của Faustina. Cứ như thế, cứ như thế. Đã có radio thơ tình lòng thương xót, radio bài giảng lòng thương xót, radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Bây giờ sẽ có radio chuyện các thánh và radio nhật ký lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, cứ như thế, Chúa cứ đổ đầy tràn, dư dật nữa. Người ta cứ thắc mắc vậy, lấy đâu mà ra mà như thế, mà cứ tặng như thế, tặng không biết không. Chưa kể, thưa anh chị em, là cuốn sách này tôi in lần đầu cũng 10.000, lần thứ hai cũng 10.000. Cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa này, mới sáng này có người đến, tôi tặng cuốn, chà, còn xin mấy cuốn nữa được không? Bảo, bà xóm con đó, bà thích lắm mà bà không đến được. Bà nói khi nào đến thì cho nói cha cho bà ăn cuốn. Cha, còn mấy người ngoại đạo xóm con, họ cũng thích đọc kinh mà họ không chưa thuộc. Cha cho, sẵn sàng. Không có tính toán gì hết. Rồi thơ tình lòng thương xót Chúa chẳng hạn. Thưa anh chị em, cuốn sách dày cộm này, in tặng không biết không cho anh chị em đọc. Nghe thì cái vẻ thơ tình, nhưng mà đọc đi. Đọc rồi suy rồi gẫm mới thấy được cái ý nghĩa Chúa muốn nói với mình cái gì qua những câu chuyện tình có vẻ lãng mạn, có vẻ ướt át, có vẻ thơ mộng ấy, nhưng rất đậm, rất sâu lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng thương xót như Chúa xót thương con, có lòng nhân từ như Chúa là đấng nhân từ. Xin cho con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng lên án để khỏi bị lên án, và tha thứ để được Chúa thứ tha. Chúng ta cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chúa luôn luôn xót thương tôi, để tôi luôn luôn tin.
Chúa lòng thương xót của Chúa lòng thương xót của tôi, để tôi luôn luôn tin con có lòng thương xót của Ngài. Đời tôi vui ca là nguồn ân phúc bao la, đẹp như muôn hoa tháng ngày hương sắc tỏa xa. Tạ ơn Thiên Chúa suốt đời mãi mãi không vơi, tình Chúa cao vời tháng năm theo tôi đời đời. Chúa lòng thương xót của tôi, để tôi luôn luôn tin thông và lòng thương xót của Chúa. Chúa lòng thương xót của tôi, để tôi luôn luôn tin thông và lòng thương xót của Ngài. Để tôi luôn luôn tin thông vào lòng thương xót của Chúa lòng thương xót của tôi. Để tôi luôn luôn tin thông vào lòng thương xót của Ngài. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 13 tháng 3, Thánh Euphrasia. Ngày 14 tháng 3, Thánh Mantida. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn đời người khen Thiên Chúa, vì những công trình Chúa dành cho thánh nhân, vì những công trình Chúa làm cho tôi. Chúa vì lấy chi để chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 13 tháng 3, Thánh Euphrasia. Ngày 14 tháng 3, Thánh Mantida. Ngày 13 tháng 3, Thánh Euphrasia. Thánh nữ Euphrasia được sinh ra ở thế kỷ thứ 5 trong một gia đình Công giáo gốc. Thân phụ của Euphrasia là người thuộc dòng dõi hoàng tộc. Qua đời khi Euphrasia mới được 1 tuổi. Nhà vua trông nom săn sóc Euphrasia và thân mẫu của ngài. Khi lên 7 tuổi, thân mẫu của Euphrasia đưa cô bé này qua bên Ai Cập. Ở đó họ sống trong một ngôi nhà lớn tọa lạc ở gần bên một nữ đan viện. Euphrasia bị hấp dẫn bởi các nữ tu. Cô bé năn nỉ thân mẫu cho phép mình được phục vụ Thiên Chúa ở trong đan viện mà các nữ tu thánh thiện đang sống. Mới chỉ là một cô bé, vậy mà Euphrasia không lìa bỏ ý tưởng hoặc quên mất lời thỉnh cầu của mình. Chẳng bao lâu sau đó, thân mẫu dẫn Euphrasia đến đan viện và trao gửi Euphrasia cho đan viện mẫu săn sóc. 5 tháng trôi qua. Khi thân mẫu của Euphrasia qua đời, nhà vua nhắc nhở Euphrasia rằng cha mẹ đã hứa gả Euphrasia cho một nghị sĩ trẻ tuổi. Tuy nhiên, Euphrasia chỉ muốn được thuộc trọn về Thiên Chúa mà thôi. Vì vậy,
Euphrasia đã viết một lá thư hết sức cảm động cho nhà vua như sau. Trong đó cô viết: Con thuộc về Chúa Giêsu và con không thể trao thân gửi phận mình cho bất cứ một ai khác. Ước muốn duy nhất của con là được thế gian quên đi hoàn toàn. Con khiêm tốn nài xin bệ hạ đem phân phát cho người nghèo khó tất cả phần tài sản cha mẹ con để lại cho con. Con cũng xin bệ hạ trao trả lại tự do cho tất cả những người nô lệ của gia đình con. Nhà vua thấy lá thư của Euphrasia viết quá cảm động, đến nỗi vua đem đọc to lên cho tất cả mọi nghị sĩ cùng nghe. Rồi vua thực hiện mọi điều Euphrasia xin. Euphrasia sống phần đời còn lại của mình trong chốn viện tu. Euphrasia chẳng bao giờ nuối tiếc vì Thiên Chúa đã chọn ngài làm nữ tu. Euphrasia qua đời năm 420. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Euphrasia cho chúng ta thấy rằng là chúng ta sung sướng và hạnh phúc khi mình có quần áo đẹp, khi mình có của cải, có tiện nghi, có đầy đủ hết. Nhưng đừng bao giờ quên rằng cuộc sống này còn có cái gì, còn có một điều quan trọng hơn nữa. Mà Chúa nói được lời lãi cả vài thế gian này, mất linh hồn thì ích lợi gì? Thưa anh chị em và các bạn, Euphrasia sẽ có thể không là một nữ tu tốt lành, một người thánh thiện hay là một vị thánh nếu bà mẹ không đưa Euphrasia đến một cái nơi ở mà gần với đàn viện của các nữ tu. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Còn nhớ bà mẹ của ông nào đó mà cứ phải dọn nhà đi hết chỗ này đến chỗ kia. Khi ở gần cái chợ thì người con của mình học toàn thói cãi nhau thôi. Rồi khi ở chỗ khác thì học toàn cái thói xấu thôi. Cuối cùng dọn nhà về ở gần trường học thì thấy trẻ đi học, người con ấy mới bắt chước những học sinh ấy mà chăm học. Vì thế anh chị em thấy là cái môi trường sống nó ảnh hưởng rất lớn trong việc giáo dục con cái của mình ngay từ nhỏ. Khôn nỗi bây giờ chúng ta không có quyền lựa chọn, vì mình đâu có tiền của để mà ở trong những khu sang trọng, ở trong những khu mà không có những tệ nạn xã hội. Đôi khi những anh chị em di dân chẳng hạn, bố mẹ làm thuê làm mướn ở trong những khu nhà trọ, ở khu những khu lao động, suốt ngày nghe cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, đủ mọi thứ hết. Và đó là một cái gánh nặng cho những người làm cha mẹ bây giờ. Có nhiều người làm cha mẹ phải gửi con mình về quê rồi đi làm, và đứa bé nó cứ lớn lên với bà ngoại thôi chẳng hạn, chẳng được học hành gì. Hoặc là có những đứa bé nó sống ở trong những chung cư, trong những nhà trọ mà chung quanh nó toàn là cãi nhau, chửi nhau, đánh bài rồi hát karaoke suốt ngày. Còn những gia đình Công giáo mình có cái hạnh phúc là sống trong xóm đạo, có cái hạnh phúc là gần nhà thờ như chúng tôi còn bé chẳng hạn. Được sống trong một xóm gọi là toàn tòng, chung quanh là những người Công giáo. Hồi đó là tối nào cũng như mỗi nhà đều đốt lên ngọn đèn rồi đọc kinh, râm ran cả xóm nghe tiếng kinh, tiếng cầu nguyện. Rồi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, cái bầu khí môi trường chung quanh nó còn sạch. Mặc dù nghèo nhưng mà nó sạch. Còn bây giờ thì sang trọng đấy, tiền của đấy, nhưng mà chung quanh nó đủ mọi thứ tệ nạn xã hội. Có những điểm tốt nhưng cũng có những bóng tối. Vì thế mà những người làm cha mẹ ngày hôm nay hết sức cẩn thận trong việc giáo dục con của mình để có được những Euphrasia. Rồi lớn lên cô bé Euphrasia ấy được cái môi trường chung quanh, ảnh hưởng của các nữ tu, cho nên là mới dễ dâng mình cho Chúa và dám lựa chọn là Chúa là tất cả. Thay vì một cô bé
lớn lên gia đình quý tộc giàu sang, rồi lấy một ông chồng là nghị sĩ, môn đăng hộ đối, rồi lớn lên ăn sung mặc sướng, sống trong cuộc sống lộng lẫy xa hoa đầy đủ. Ở Phrasia chấp nhận bỏ hết tất cả vì con thuộc về Chúa Giêsu, con không thể trao thân gửi phận cho bất cứ một ai khác. Ước muốn duy nhất của con là được thế gian quên đi hoàn toàn. Chúng ta mà bị bỏ quên là buồn lắm phải không? Bị bỏ rơi càng buồn hơn. À, ngày xưa thì là nổi nang, đi đâu cũng được đón tiếp, còn bây giờ về một xó buồn quá, tủi thân tủi phận, chẳng ai ngó ngàng gì tới hết, chẳng ai quan tâm. Buồn ông, tủi ông, mà cảm ơn. Còn đây Phrasia bảo con chỉ muốn được thế gian quên đi mà thôi, để con được thuộc về Thiên Chúa. Và xin bệ hạ phân phát hết tất cả gia tài cho người nghèo, rồi cho những người nô lệ trong gia đình được tự do. Có nhiều người bây giờ thay vì phân phát tài sản của gia đình mình cho người nghèo thì anh em, cha, chị em, có khi cả cha mẹ nữa chém giết nhau đưa ra tòa vì tranh chấp nhà cửa, gia tài, tài sản, di chúc, thừa kế vân vân. Có suốt ngày cứ lâu lâu lại có người đến xin cha cầu nguyện vì gia đình con đang kiện tụng ra tòa. Ở Việt Nam cũng thế, ở nước ngoài cũng chạy về kiện, ở bên đâu đâu cũng chạy về kiện để tranh nhau gia tài. Khổ quá. Rồi vì đồng tiền đó, vì đất đai nhà cửa ruộng vườn ấy mà mất hết tình nghĩa. Đoạn tuyệt, ta không thèm nhìn mặt mày nữa. Có mỗi cái nhà mẹ mà nó cũng chiếm, mặc dù nó có 2-3 căn rồi vân vân, vẫn tranh giành từng tấc đất. Có khi chỉ vì một tấc đất thôi mà bố bửa đầu con đâm thủng ruột bố. Vì một tấc đất thôi thưa anh chị em. Rồi bố mẹ còn nằm xuống chưa kịp đem đi chôn thì các con đã xâu xé nhau, chém giết nhau vì cái gia tài để lại, vì cái di chúc không rõ ràng hay là chia không đều. Có. Thưa anh chị em, tha thiết này xin Chúa cho mỗi người được noi gương Thánh Phrasia mà nhận thấy một cái giá trị hơn những của cải thế gian này, đó là lòng thương xót Chúa. Có được lòng thương xót Chúa là có tất cả. Vì của cải bao nhiêu đi nữa, nhắm mắt xuôi tay cũng buông xuôi hết, có để lại, có đem theo được cái gì đâu. Những cái mà mình đem theo được là những cái mình cho đi. Phrasia đã sắc tín như thế cho nên phân phát hết tài sản. Những cái cho đi ấy, Chúa nói là những người đó sẽ đón con vào hưởng hạnh phúc đời đời. Những người mà con đã chia sẻ cho họ, những người nghèo khó ấy là những người mà đón con vào hưởng hạnh phúc đời đời. Còn những người mà ngày hôm nay con đang ăn chơi với họ, con đang ăn sung mặc sướng với họ, con đang là tiệc tùng với họ, nhậu nhẹt với họ, phủ phê, chính những người ấy sẽ kéo con vào chốn cực hình đời đời. Ngày 14 tháng 3, Thánh Matilda. Thánh nữ Matilda sinh khoảng năm 895, là con gái của một bá tước người Đức. Lúc còn rất trẻ, cha mẹ của Matilda đã xếp đặt việc hôn nhân của ngài với một chàng quý tộc tên là Henry. Sau đám cưới chẳng bao lâu, Henry làm vua nước Đức. Khi trở thành hoàng hậu, Matilda sống cuộc đời khiêm tốn, đơn sơ với những giờ kinh nguyện hàng ngày. Ai trông thấy Matilda thì đều phải chấp nhận rằng Matilda thật tốt lành và rất nhân hậu. Matilda giống như một hiền mẫu hơn là một nữ hoàng. Matilda thích thăm nom và an ủi những người đau yếu, giúp đỡ các tù nhân và đã không để cho mình bị hư hỏng bởi quyền cao chức trọng, nhưng đã cố gắng đến với những người nghèo túng, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Vua Henry nhận thấy hoàng hậu của ông là một người vĩ đại lạ thường. Nhiều lần nhà vua đã nói với Matilda rằng sở dĩ ông được là một người khá hơn và là một quốc vương tốt hơn là vì nhờ có Matilda làm vợ.
dù cuộc hôn nhân hai người do cha mẹ sắp đặt đi nữa, thì Henry và Mantida vẫn thật lòng yêu nhau. Mantida được tự do sử dụng vàng bạc của vương quốc làm việc bác ái. Và Henry chẳng bao giờ tra hỏi Mantida về điều đó. Thật ra, Henry dần dần ý thức hơn về những nhu cầu cần thiết của thần dân. Henry nhận thấy ông có quyền giảm bớt nỗi đau khổ cho dân chúng nhờ chức vị của ông. Hai người sống đời đôi bạn thật hạnh phúc suốt 23 năm. Rồi vua Henry qua đời một cách bất ngờ khoảng năm 936. Hoàng hậu đã đau khổ rất nhiều vì sự mất mát này. Rồi ngay lúc ấy, Mantida đã đoan hứa chỉ sống cho riêng mình Thiên Chúa. Vì thế mà Mantida xin linh mục dâng thánh lễ cầu cho linh hồn của vua Henry. Rồi Mantida trao cho vị linh mục tất cả đồ trang sức mà ngài đang mang trên người. Mantida làm như thế để cho biết rằng từ lúc này trở đi, Mantida có ý từ bỏ mọi sự thế gian. Dù là một vị thánh, Mantida cũng đã phạm một lỗi nặng. Đó là Mantida biệt đãi Henry hơn là Otto trong việc tranh đấu lên ngôi vua. Và Mantida đã hối hận vì chuyện này. Mantida đền bù khuyết điểm bằng cách chấp nhận những đau khổ xảy đến mà không kêu ca phàn nàn chi. Trải qua những năm đền tội và làm việc bác ái, thì đến năm 968, Mantida qua đời trong an bình. Thánh nữ được chôn cất bên cạnh người chồng Henry thân yêu của mình. Thưa anh chị em và các bạn, vua Henry có thể nói với mọi người rằng là tôi là một vị vua tốt được như thế này là nhờ vợ của tôi. Ta nói giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Những ông hoàng, những ông vua, những vị thủ lãnh luôn luôn đi đâu cũng có phu nhân bên cạnh, đúng không? Mà người phu nhân ấy mình được sang là nhờ người vợ ấy, cái phong cách ấy, tao nhã, cái vẻ đẹp, cái sự hiền hậu, cái sự dịu dàng. Hoặc là một vị hoàng hậu, một ông vua mà có một hoàng hậu, hoặc là một hoàng tử và với một công chúa, thì công chúa hay hoàng hậu đó kênh kiệu, sang và chảnh. Bây giờ hay có sang chảnh lắm đúng không? Còn nó chảnh lắm, đúng không? Đẹp tí chảnh lắm. Còn đó nó ỉ, nó còn ông cháu cha, còn đại già nó cũng chảnh lắm. Còn cái đấu ra gì đâu, lấy được ông đại gia nhà giàu, cái gì chồng nó cũng nuôi hết bao hết, nó chặt lắm. Học hành đâu có là cái gì đâu, được mỗi cái sắc thôi, có cái gì đâu. Cái người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp, bây giờ cái đẹp nó đè bẹp cái nết đó mày ơi, chảnh lắm, nó coi người đời như đời bằng nửa con mắt. Có gì nó khoe lên mạng, có chồng nó cho cái gì nó khoe hết lên, rồi mình coi đây, sang mà chảnh lắm. Đúng không? Bây giờ kiếm đâu được những người mà như là Mantida, một hoàng hậu chứ bộ, mà sống rất đơn sơ, sống rất bình dân, sống rất khiêm tốn, mà quan tâm đến người nghèo, giúp đỡ chia sẻ cho những người bệnh tật, những người yếu đau. Tại sao ngày hôm nay không có những hoàng hậu như thế, không có những vợ của những đại gia như thế, mà chỉ thấy những người nổi tiếng về tiêu xài xa xỉ, mua cái gì cũng bạc tỷ, bạc tỷ, bạc tỷ. Một bữa tiệc cả chục tỷ, một cuộc đi chơi cả mấy chục tỷ, làm căn nhà trang trí nội thất không cả trăm tỷ. Mà biết bao nhiêu người dân nghèo khổ, biết bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc, biết bao nhiêu em cô nhi, biết bao nhiêu người dân tộc. Rất là nhiều nơi, nhất là những làng dân tộc bây giờ, vị linh mục ấy đi truyền giáo chỉ mong có được ví dụ 100 triệu tiền Việt Nam thôi để làm một cái nhà nguyện cho người dân tộc mà không có.
Cho nên chúng tôi đang có những chương trình làm những ngôi nhà nguyện nhỏ như vậy cho những người dân tộc, các làng dân tộc, để vị truyền giáo ấy đã dấn thân rồi, lo đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, lo phần linh hồn, đã không còn giờ nữa lại phải đi chắc giỏ đi ăn mày, đến từng nhà gõ cửa để xin 5.000, 10.000 về làm cái nhà nguyện cho những người dân tộc ấy. Trong khi có những công trình, có những ngôi đền xây cả 100 tỷ, cả 500-600 tỷ, có khi cả 1.000 tỷ, để có khi sử dụng đâu có thường xuyên. Trong khi đó, người dân thường xuyên đến mà không có nơi để mà đến. Cho nên chúng tôi đang có chương trình làm những công ngôi nhà nguyện nhỏ đó, cơm thầm, làm được bao nhiêu làm, giúp các vị thừa sai, canh nhâm linh mục, nhất là những người trẻ hăng say đi truyền giáo mà năng lực thì có, đạo đức thì có, khả năng thì có, mỗi tội không có tài đi kiếm tiền thôi, không có thời giờ để đi xin tiền, vì phải chăm lo, phải sống thiêng liêng, để sống tinh thần, đi đến thăm viếng những con chiên của mình. Thì thưa anh chị em, rất cần có những mantida ngày hôm nay để giúp cho các đại gia, giúp những ông chồng của mình đang là những trọc phú, đang là những phú hộ, đang là những đại gia, biết sử dụng đồng tiền đúng thánh ý của Chúa, là chăm lo cho người nghèo và xây dựng những ngôi đền thờ nhỏ bé cho những người dân nghèo vùng sâu vùng xa, nhất là những người dân tộc có nơi để họ thờ phượng Chúa. Nếu mà được như thế thì thưa anh chị em, thật là phúc, thật là phúc. Có những ông vua giống như là Hê-rô-đê đó, chỉ vì đứa con gái của mình thôi mà chém đầu Gioan Tẩy Giả. Thấy không? Ảnh hưởng của những người vợ, vua vợ của những người lãnh đạo mạnh lắm, thưa anh chị em, tôi gọi là nội tướng. Những người đấy có khi khuynh đảo cả đất nước, dù họ ở trong bóng tối thôi, nhưng mà cái thế lực ngầm kinh khủng lắm. Cho nên người ta hay chạy trọt, thay vì chạy trọt chủ thủ trưởng thì chạy trọt vợ thủ trưởng, có phải không? Vợ chủ tịch, vợ những người lãnh đạo ấy mà lại ăn tiền, cứ rủ rỉ đó, thêm mấy giọt nước mắt nữa thì thôi rồi, rồi rồi, tất cả chí lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt gia nhân, là tiêu hết. Mà phúc cho những đất nước, phúc cho những tổ chức có được những người vợ, những người mẹ của những người lãnh đạo, của những người đứng đầu như là Mantida, mến Chúa yêu người và giàu lòng thương xót. Amen. Mang màu xanh như trăng sao luôn vượt cao, Chúa ban tràn đầy hồng phúc bao la. Xin một đời người xa danh Chúa, người xa danh người người khen thiên Chúa. Chúa dành trời dành cho tôi, tin cung trình
cho tôi Chúa thì điều gì đến đáng ơn người, gì đến đáng ơn người. Sống đúng, sống đẹp. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022. Tập 79. Từ số 1432. Số 1432. Hôm nay, trong giờ xưng tội, cùng bẻ bánh với tôi trong tinh thần, Cha giải tội đã chúc tôi những lời sau đây. Chị hãy luôn luôn hết sức trung thành với ơn Chúa. Thứ hai, chị hãy khẩn nài lòng thương xót Chúa cho chính chị và cho toàn thế giới. Bởi vì chúng ta tất cả đều rất cần đến lòng thương xót Chúa. Số 1433. Hai ngày trước Giáng sinh, những lời này đã được đọc trong nhà ăn. Ngày mai là ngày sinh của Chúa Giêsu Kitô theo nhục thể. Nghe những lời ấy, linh hồn tôi được ánh sáng và tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu, và tôi nhận được tri thức sâu xa hơn về mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Vĩ đại thay, lòng thương xót của Thiên Chúa tiềm ẩn trong mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Số 1434. Hôm nay, Chúa cho tôi biết cơn nghĩa nộ của người đối với nhân loại. Ngày tháng của họ đáng bị rút vắn vì tội lỗi của họ. Nhưng tôi cũng biết thế giới còn được hiện hữu là nhờ các linh hồn ưu tuyển, tức là các dòng tu. Khốn cho thế gian nếu thiếu các dòng tu. Số 1435. Tôi thực hiện từng việc như thể sắp chết. Tôi làm việc ấy bây giờ như thể tôi muốn thấy trong giờ sau hết của tôi. Mặc dù cuộc sống chóng qua như gió thoảng, nhưng không việc nào làm vì Chúa mà sẽ uổng công. Tôi cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn hư rữa, mặc dù vẫn sống và làm việc. Cái chết không phải là bi kịch đối với tôi, bởi vì từ lâu tôi đã nghiệm được nó. Dù không có gì hứng thú đối với bản tính tự nhiên, khi phải thường xuyên ngửi thấy xác mình đang chết. Tuy nhiên, chẳng có gì khủng khiếp khi linh hồn được tràn ngập ánh sáng Thiên Chúa. Bởi vì trong đó, đức tin, đức cậy, đức mến và lòng sám hối được khơi lên. Hàng ngày, tôi vẫn thực hiện những nỗ lực phi thường để tham gia vào đời sống cộng đoàn. Nhờ đó mà xin được những ân sủng cho phần rỗi các linh hồn, che chắn họ khỏi lửa hỏa ngục bằng những hy sinh của tôi. Vì phần rỗi của một linh hồn còn đáng giá hơn hy sinh của trọn một đời. Chịu được những hy sinh và cực hình kinh khủng nhất, sẽ thấy được vinh quang Chúa ban cho linh hồn thật lớn lao.
số 1436. Lạy Chúa, mặc dù Chúa vẫn thường cho con thấy những cơn nghĩa nộ, nhưng cơn nghĩa nộ của Chúa lại dịu lại trước những linh hồn hèn mọn. Lạy Chúa, dù Chúa cao cả, nhưng Chúa lại chịu khuất phục một linh hồn hèn mọn và khiêm nhượng sâu xa. Ôi khiêm nhượng, nhân đức quý giá nhất trong các nhân đức. Nhưng con số các linh hồn đắc thủ nhân đức này ít ỏi biết bao. Con chỉ thấy dáng vẻ của nhân đức này khắp nơi, nhưng chính nhân đức thì chẳng thấy. Lạy Chúa, trước mắt con, xin hãy hạ thấp con thành cái hư vô, để con được ơn nghĩa trước mặt Chúa. Số 1437. Vọng Giáng sinh năm 1937. Sau hiệp lễ, Mẹ Thiên Chúa cho tôi cảm nghiệm mối ưu tư trong lòng mẹ đối với con Thiên Chúa. Nhưng vì mối ưu tư này được ướp đượm trong hương thơm lòng phó thác cho Thánh Ý Chúa, nên phải gọi đó là một niềm vui hơn là một nỗi lo. Tôi hiểu ra linh hồn tôi phải chấp nhận Thánh Ý Chúa trong mọi sự. Thật tội nghiệp, tôi không sao ghi ra được như đã cảm nghiệm. Linh hồn tôi đắm chìm trong trạng thái tịnh hiệp suốt ngày. Không gì có thể làm tôi xa khỏi trạng thái này. Dù những phận sự hay công việc tôi phải thực hiện với các người giáo dân. Số 1438. Trước bữa ăn tối, tôi lên nhà nguyện một lúc để bẻ bánh trong tinh thần với những người thân yêu, tuy xa cách nhưng rất thắm thiết với lòng tôi. Trước tiên, tôi dìm mình trong lời cầu nguyện sâu thẳm và xin Chúa ban ơn thánh cho họ, tất cả và từng người một. Chúa Giêsu cho tôi biết điều này rất đẹp lòng người, và linh hồn tôi cũng được ngập lút niềm vui lớn lao vì thấy Thiên Chúa đặc biệt yêu thương những người thân yêu của tôi. Số 1439. Sau khi đã vào nhà ăn, trong giờ đọc sách, tất cả hữu thể tôi được đắm đuối trong Thiên Chúa. Trong lòng, tôi thấy Thiên Chúa âu yếm nhìn chúng tôi hết sức thỏa nguyện. Tôi lưu lại một mình với hiền phụ trên trời. Và lúc đó, tôi được hiểu biết hơn về ba ngôi Thiên Chúa, đấng chúng ta sẽ được chiêm ngắm trong cõi đời đời. Và sau hàng triệu năm đi nữa, chúng ta vẫn hoan hưởng như vừa mới khởi đầu cuộc chiêm ngắm. Ôi, lòng thương xót bao la của Chúa, Người cho nhân loại được tham dự và hạnh phúc thần linh của Người cao sâu đến thế. Đồng thời, tâm hồn tôi cũng bị đâm thấu đớn đau khi nghĩ đến còn quá nhiều linh hồn đã coi khinh hạnh phúc này. Số 1440. Khi chúng tôi bắt đầu chia bánh, giữa chúng tôi có một tình thân ái chân thành ngự trị. Mẹ bề trên chúc tôi thế này: Này chị, những công việc của Thiên Chúa tiến triển từ từ, vì thế chị đừng vội vã. Nói chung, các chị em đều chân thành chúc cho tôi một tình yêu lớn lao. Đó là điều tôi ước ao nhất. Tôi thấy những lời chúc ấy thực sự xuất phát từ thâm tâm. Ngoại trừ một chị duy nhất đã che giấu ác ý trong lời chúc.
mặc dù điều này không gây đau đớn lắm cho tôi, vì linh hồn tôi được tràn đầy Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều này cho tôi biết vì sao Thiên Chúa lại rất ít tỏ mình với linh hồn như thế. Và tôi biết những linh hồn như thế luôn đi tìm bản thân, ngay cả trong những sự thánh thiện. Ôi, Thiên Chúa tốt lành biết bao vì không để tôi phải lầm lạc. Tôi biết Người sẽ giữ gìn tôi, thậm chí đến độ ghen tương, miễn là tôi phải sống nhỏ bé. Bởi vì Thiên Chúa cao sang thích kết thân với linh hồn như thế. Còn đối với các linh hồn kiêu căng, Thiên Chúa tránh xa và chống lại họ. Số 1441. Mặc dù muốn canh thức một lúc trước giờ thánh lễ nửa đêm, nhưng tôi không sao làm nổi. Tôi thiếp đi và thậm chí còn cảm thấy quá yếu nhược. Nhưng khi chuông báo lễ nửa đêm, tôi nhổm ngay dậy và thay đồ. Mặc dù hết sức khó khăn, bởi vì tôi vẫn bệnh đi bệnh lại. Số 1442. Khi đi dự thánh lễ nửa đêm, ngay từ đầu, tôi đã dìm mình trong sự tịnh hiệp sâu xa. Trong khi đó, tôi được thấy máng cỏ Bethlehem ngập tràn ánh sáng, Đức Mẹ Đồng Trinh đắm đuối trong tình yêu sâu thẳm, Mẹ bọc Chúa Giêsu trong khăn, còn Thánh cả Giuse vẫn ngủ say. Sau khi Mẹ Thiên Chúa đặt Chúa Giêsu vào máng cỏ, ánh sáng Thiên Chúa mới đánh thức Thánh Giuse dậy và Thánh cả cùng cầu nguyện. Sau đó một lúc, chỉ còn mình tôi với Chúa Giêsu hài đồng. Chúa giơ tay nhỏ xíu cho tôi và tôi đã hiểu phải ẵm lấy Người. Chúa Giêsu áp sát đầu vào trái tim tôi và cho tôi biết qua ánh nhìn sâu thẳm của Người rằng Người rất hài lòng được ở sát bên trái tim tôi. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu biến mất và chuông báo đến giờ hiệp lễ. Số 1443. Linh hồn tôi rạo rực trong niềm vui sướng. Đến cuối thánh lễ, tôi cảm thấy quá yếu nhược nên phải rời nhà nguyện và trở về phòng riêng, vì thấy không thể tham dự buổi tiệc trà với cộng đoàn được. Nhưng niềm vui suốt mùa Giáng sinh của tôi thật miên man, bởi vì linh hồn tôi không ngừng được kết hợp với Chúa. Tôi biết mọi linh hồn đều muốn được hoan hưởng những an ủi thần linh, nhưng lại không sẵn lòng từ bỏ những an ủi nhân loại, trong khi hai thứ này không thể dung hòa với nhau được. Số 1444. Trong mùa Giáng sinh này, tôi cảm thấy một số linh hồn vẫn đang cầu nguyện cho tôi. Tôi vui mừng vì mối liên kết và cảm thông thiêng liêng như thế đã có ngay ở đời này. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện Chúa được chúc tụng vì tất cả điều này. Số 1445. Trong những cực hình dữ dội nhất của linh hồn, con luôn luôn lẻ loi. Nhưng không hề cô đơn vì con có Chúa, lạy Chúa Giêsu. Nhưng ở đây con đang nói về tha nhân. Không ai cảm thông cho lòng con. Nhưng điều này không làm con ngạc nhiên. Trước kia con thường ngạc nhiên vì những thiện chí của mình bị kết án và giải thích sai lạc. Không,
Điều này bây giờ cũng không làm con ngạc nhiên. Người ta không nhận ra linh hồn. Họ chỉ thấy thân xác và đoán xét theo thân xác. Nhưng trời xa đất bao nhiêu, thì đường lối của Chúa cũng xa tư tưởng của chúng con bấy nhiêu. Chính con rất thường nghiệm thấy điều này xảy ra. Số 1446. Chúa phán với tôi: người khác hành xử thế nào cũng không hệ gì đến con. Con hãy là phản ảnh sống động của Cha qua đức yêu thương và lòng thương xót. Tôi đáp lại: lạy Chúa, nhưng họ thường lợi dụng lòng tốt của con. Hỡi ái nữ của Cha, cũng không hệ gì. Điều ấy không can gì đến việc của con. Phần con hãy luôn luôn sống nhân ái đối với người khác, đặc biệt là với các tội nhân. Số 1447. Ôi, Cha đau đớn biết bao vì các linh hồn quá ít kết hợp cùng Cha qua việc hiệp lễ. Cha chờ đợi các linh hồn, thế mà họ lại hững hờ với Cha. Cha yêu thương họ tha thiết chân thành, thế mà họ vẫn nghi ngờ Cha. Cha muốn phung phát các ơn thánh trà cho họ, nhưng họ không thèm lãnh nhận. Họ xử với Cha như một vật vô hồn, trong khi trái tim Cha tràn chứa tình yêu và tình thương. Để phần nào hiểu được những nỗi khổ của Cha, con hãy tưởng tượng một người mẹ đôn hậu hết lòng yêu thương con cái, nhưng chúng lại hất hủi tấm lòng yêu thương của bà. Con hãy suy về nỗi đau đớn của người mẹ ấy. Không ai đoái hoài đến việc an ủi bà. Đó chỉ là một hình ảnh mờ nhạt về tình yêu Cha. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa cùng nhau đọc qua Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, từ số 1432 đến số 1447. Số 1433 cho chúng ta thấy trong mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm nhập thể, lòng thương xót của Thiên Chúa tiềm ẩn trong mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Khi Faustina nghe những lời: ngày mai là ngày sinh của Chúa Giêsu Kitô theo nhục thể. Và Chúa cho Faustina được tri thức sâu xa về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Khi ta suy ngẫm về mầu nhiệm nhập thể, nhất là khi ta mừng lễ Giáng sinh, hãy cảm nhận đó là lòng thương xót của Thiên Chúa được tiềm ẩn trong mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Vì thương xót nhân loại, cho nên con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, nhận lấy thân phận con người để đồng lao cộng khổ với con người, chia sẻ thân phận tội lỗi của con người và nâng con người lên làm con Thiên Chúa. Chúa xuống làm người để nâng con người, đưa con người trở về địa vị làm con Thiên Chúa. Đó là lòng thương xót trong mầu nhiệm nhập thể. Đến số 1435, Faustina cho ta thấy: hằng ngày tôi vẫn thực hiện những nỗ lực phi thường để tham gia vào đời sống cộng đoàn. Nhờ đó mà xin được những ân sủng cho phần rỗi các linh hồn, che chắn họ khỏi lửa hỏa ngục bằng những hy sinh của tôi. Và chúng ta thấy đúng lời Chúa nói: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Chúa bỏ 99 con chiên đi tìm con chiên lạc, vì phần rỗi của một linh hồn còn đáng giá hơn hy sinh của trọn một đời.
Cho nên Faustina chấp nhận chịu đựng những hy sinh và cực hình khủng khiếp nhất vì phần rỗi của dù chỉ một linh hồn. Và nếu ta chấp nhận những hy sinh ấy vì phần rỗi các linh hồn, để cứu các linh hồn, thì sẽ được thấy vinh quang Chúa ban cho ta thật lớn lao. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta làm hết sức vì phần rỗi các linh hồn, loan truyền lòng thương xót Chúa mọi nơi mọi lúc, với tất cả khả năng, tất cả sức lực và những phương tiện mình có, để cho người ta nhận biết lòng thương xót Chúa, để họ được cứu. Để họ được cứu vì họ tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Còn nếu họ không tin vì không ai nói cho họ biết, tại sao không ai nói cho tôi biết về lòng thương xót của Chúa, họ sẽ cáo nài ta. Và ta sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về điều đó. Còn nếu ta nói cho họ về lòng thương xót Chúa mà họ được trở lại, thì thật là phúc cho ta. Và cho dù có phải chịu đựng hy sinh và cực hình cũng kinh khủng nhất cũng đáng, dầu chỉ là phần rỗi của một linh hồn. Ta mới thấy mỗi một linh hồn, mỗi một con người có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa là như thế. Số 1436, Chúa cho Faustina thấy rõ là những cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa dịu đi trước những linh hồn hèn mọn. Những linh hồn hèn mọn và khiêm nhượng sâu xa khuất phục được một Thiên Chúa cao cả, để Thiên Chúa nguôi cơn nghĩa nộ. Cho nên khiêm nhường là nhân đức quý giá nhất trong các nhân đức. Nhưng Faustina lại thấy con số các linh hồn mà thực sự khiêm nhường rất ít. Chỉ thấy được dáng vẻ bên ngoài là khiêm nhường, nhưng chính nhân đức khiêm nhường thì chẳng thấy đâu cả. Tỏ ra là khiêm nhường, ra vẻ là khiêm nhường, nhưng thực chất không thấy khiêm nhường đâu cả. Cho nên Faustina mới cầu nguyện với Chúa là xin hãy hạ thấp con thành cái hư vô, không là gì cả, để được ơn nghĩa trước mặt Chúa. Vì là hư vô không là gì cả, là sự khiêm nhường thẳm sâu, mà càng khiêm nhường bao nhiêu thì lại được ơn nghĩa trước mặt Chúa bấy nhiêu. Số 1439, Faustina cho thấy lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Người cho con người chúng ta được tham dự vào hạnh phúc thần linh của Thiên Chúa, được chiêm ngắm trong cõi đời đời, mà cho dẫu hàng triệu năm sau đi nữa, thì sự hoan hưởng ấy vẫn như vừa mới khởi đầu cuộc chiêm ngắm ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng tâm hồn Faustina cảm thấy bị đâm thấu đau đớn khi nghĩ rằng, biết rằng còn quá nhiều linh hồn đã coi khinh cái hạnh phúc này. Hạnh phúc được chiêm ngắm Thiên Chúa ngay từ bây giờ và trong cõi đời đời đến mãi ngàn sau. Số 1440, Chúa cho Faustina thấy Chúa ít tỏ mình ra với những linh hồn mà có ác ý trong lời nói mà không thật, lời nói bóng nói gió, lời nói mỉa nói mai, lời nói châm chọc, lời nói hiềm khích. Chúa không tỏ mình ra cho những linh hồn như thế, vì những linh hồn ấy luôn đi tìm bản thân mình ngay trong sự thánh thiện. Thiên Chúa cao sang thích kết thân với những linh hồn nhỏ bé. Những linh hồn kiêu căng thì Thiên Chúa tránh xa và chống lại họ. Cho nên Faustina mới nhận thấy nhân đức khiêm nhường là linh nhân đức đẹp nhất trong tất cả các nhân đức, nhưng lại cũng khó nhìn thấy, chỉ thấy vẻ nhân đức bề ngoài, mà thực chất nhân đức thì không thấy đâu cả. Và số 1445, trong những cực hình dữ dội nhất, Faustina thấy mình luôn lẻ loi nhưng không hề cô đơn vì còn có Chúa. Không ai cảm thông cho nỗi lòng của Faustina. Điều đó bây giờ Faustina không còn ngạc nhiên nữa. Ngày trước, Faustina vẫn ngạc nhiên rằng tại sao những thiện chí của mình lại cứ bị kết án, rồi giải thích sai lạc như vậy. Tại sao như thế? Mình làm với tất cả thành tâm thiện chí.
Và bây giờ chính bản thân tôi cũng thấy rằng tại sao mình thành tâm thiện trí làm những công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, vô tư, vô vị lợi, vậy mà cứ bị kết án, cứ bị giải thích sai lạc là mê tín, là nhảm nhí, là mị dân, là thế này thế khác. Nhưng bây giờ Faustina không thấy ngạc nhiên nữa, vì người ta đâu có nhận ra linh hồn, họ chỉ thấy thân xác và xét đoán theo thân xác thôi, có gì đâu mà lạ. Họ đâu nhận thấy được tâm hồn của mình, chỉ có Chúa biết thôi. Mà trời xa hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa cũng xa tư tưởng của con người bấy nhiêu. Cho nên đừng ngạc nhiên khi thấy mình lẻ loi nhưng không cô đơn, vì có Chúa luôn đồng hành với mình. Và chấp nhận bị kết án, bị giải thích sai lạc, ngay cả những thiện chí đẹp nhất, tốt nhất của mình. Số 1446, Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay như nói với Faustina rằng: người khác hành xử thế nào cũng không hệ gì đến con, nhưng con hay là phản ảnh sống động của Thiên Chúa, của Cha, qua đức yêu thương và lòng thương xót. Người ta hành xử với ta như thế nào, kệ họ, chuyện của họ. Còn chuyện của mình là phải làm sao phản ảnh sống động lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho dẫu họ có lợi dụng lòng tốt của ta, điều đó cũng không can hệ gì. Chúa nói với Faustina: con hãy luôn luôn sống nhân ái với người khác, đặc biệt là với tội nhân. Người ta muốn hành xử thế nào, chuyện của người ta. Còn tôi đây, mỗi người tông đồ lòng thương xót Chúa đây, hay là phản ảnh lòng thương xót của Thiên Chúa qua cách sống của ta, nhất là qua lối sống nhân ái với người khác, đặc biệt là các tội nhân. Số 1447, Chúa nói với Faustina là Chúa đau đớn biết bao vì quá ít ít các linh hồn kết hợp với Chúa trong lúc rước lễ. Chúa chờ đợi các linh hồn mà họ lại hững hờ với Chúa. Chúa yêu thương họ tha thiết chân thành mà họ vẫn nghi ngờ. Chúa muốn phung phát các ân thánh của Chúa cho họ nhưng họ không thèm lãnh nhận. Chúa nói: họ đối xử với ta như một vật vô hồn, trong khi trái tim ta chan chứa tình yêu và tình thương. Và để rõ hơn, hiểu rõ hơn, Chúa cho ta hình ảnh của một người mẹ hết lòng yêu thương con cái, nhưng chúng lại hất hồi tấm lòng yêu thương của người mẹ. Người mẹ ấy đau đớn như thế nào, không ai đoái hoài đến việc an ủi bà ấy. So sánh như vậy chỉ là một hình ảnh mờ nhạt về tình yêu của Thiên Chúa. Con người thế gian mà còn đau đớn khi bị những người thân yêu của mình hất hồi hững hờ, thì Thiên Chúa yêu chúng ta vô cùng sẽ lại cũng đau khổ vô cùng khi con người ta hất hồi hờ hững, không thèm đón nhận ân phúc của lòng thương xót Chúa. Chúng ta cùng thinh lặng ít phút để cầu nguyện cho mỗi người trong con đường loan truyền lòng thương xót Chúa bị hiểu lầm, bị nghi ngờ về thiện chí của ta. Họ muốn đối xử với ta thế nào không quan trọng. Mỗi người quan trọng vẫn là phản ánh lòng thương xót của Chúa qua tâm lòng nhân ái với mọi người. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa: kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của
khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu ôn Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô đồng. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô đồng. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa.
Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Một lần đi xa, con đã xa đà, vương vấn tội đời. Chỉ vì ham vui, con đã quên đi là mình có lỗi. Phần người đam mê sao quá ê chê, vương vấn tội đời. Bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương là mình đắc tội. Sống không còn biết Chúa, sống như người lưng rơi. Dẫu rằng mình đã được phép sửa tội, dẫu rằng mình đã là con Chúa rồi. Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn. Đời con bao phen đã xa vì lòng trái đất. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa. Con xin cúi đầu thông hối ăn năn. Đời con bao phen đã xa xin Chúa thứ tha. Xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn. Để con bao phen đã xa vì lòng trái đất. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn. Để con bao phen đã xa.